Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, nhất là từ cơn bão số 4, bão Noru đến trận mưa lớn đêm ngày 14 tháng 10 cho thấy, các cấp các ngành đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ứng phó với phương châm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thiên tai là mục tiêu trên hết và trước hết, đồng thời nỗ lực bám sát địa bàn để hỗ trợ người dân một cách kịp thời nhất. Vào mùa mưa bão, việc đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống ở những khu vực xung yếu, các hộ nghèo có nhà cửa xuống cấp được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chính vì thế, công tác di dân được các địa phương chủ động lên phương án và kịp thời triển khai. Trước cơn bão số 4 vừa qua, thành phố đã tiến hành sơ tán hàng ngàn nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Các điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ sinh hoạt và nhu yếu phẩm được chuẩn bị chu đáo để người dân yên tâm tránh bão. Nhà tiện gần sụp đổ rồi, lên đây nấp đổ cho không an toàn. Bom mẹ con lên đây để nhờ chính quyền nhà nước giúp đỡ ở qua tận bộ. Toàn bộ người dân mà trong danh sách sẽ được sơ tán đến nơi an toàn. Và nếu một số người dân không chấp hành thì ủy ban phường sẽ có biện pháp cưỡng chế làm sao mà đảm bảo an toàn nhất cho người dân. Trước diễn biến khó lường của trận mưa lớn ngày 14 tháng 10, ngay trong đêm lực lượng chức năng thành phố cũng đã có mặt tại các khu vực ngập sâu, kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Trong sáng ngày 15 tháng 10, các đơn vị tập trung nhân lực nhanh chóng di chuyển về các địa bàn để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lụt. Hôm nay nhờ có mấy anh chiến sĩ cơ động đến giải quyết cái bùn non ở đây cho bà con đi lại nó cũng đỡ. Không thì sự của bà con làm nó cũng không có giải quyết được rút gọn như mấy anh chiến sĩ ở đây. Rất là chân thành cảm ơn các anh em lực lượng công an và dân quân của xã kịp thời đến để hỗ trợ cho bà con nhân dân là dọn dẹp nhà cửa phơi lúa. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, những ngày qua các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể cùng nhiều doanh nghiệp đã chung tay cùng chính quyền thành phố tổ chức các buổi trao quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau trận ngập lụt. Những suất quà được trao tận tay cho các hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất mà còn tiếp thêm động lực tinh thần để bà con vượt qua thời điểm khốn khó hiện nay. Mặt trận các quận huyện, các phường xã đã phối hợp tích cực với lại đảng ủy, ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương triển khai khá đồng bộ. Chính vì như vậy là sau cái cơn lũ đi qua, tối 15 tháng 10 thì qua ngày 16 tháng 10, 17 tháng 10, 18 tháng 10 này thì cuộc sống người dân đã trở lại bình thường. Và đến nay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đang tiếp tục triển khai cái chương trình góp sức để cổ vũ động viên người dân vượt qua khó khăn này để chúng ổn định cuộc sống trong cách sớm nhất. Thời gian đến, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính vì thế, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị chức năng tuyệt đối không chủ quan lơ là. Việc đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân cần phải được lên phương án một cách chủ động kịp thời. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước thiên tai, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc về người và tài sản.